À, hôm nay là 30 tháng 4, tụi mình đang quay trở lại Đồng Hới ấy. Ngồi trong à? Hay ngồi ngoài cho nó mát nhỉ? À, thôi ngồi trong đi cho nó. You want to sit inside outside? Chả một chút là cái bạn ấy, cái xe đến đây lấy chìa khóa thì ok, chị hiểu rồi. Bạn ấy mang cho em đúng không? Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu gì đấy. Tụi mình bây giờ đang... À, hôm nay là ngày 30 tháng 4. Tụi mình đang quay trở lại Đồng Hới. Bây giờ lái xe của mình đặt cái hôm mà anh ấy đâu nhỉ? Đến đón mình rồi. Lái xe vào hôm sân bay người ta đón bọn mình ấy. Thế là mình đặt luôn xe chở đến đây với hôm nay đón về thành phố. Tiện một lái xe cho nó chắc chắn. Có gì ai mà đến Đồng Hới cần dịch vụ taxi thì gọi cho anh Hà nhé. Dạ vâng. Đấy. Có quên đồ gì nữa kìa, có cái thùng nữa Pháp. Có một thùng anh em nghe cũng bây giờ. Câu chuyện thế này nhá. Bây giờ sẽ cho mình cái chỗ mà gửi hàng ấy, post office, à cái bưu điện, nơi cái chuyển nhận chuyển hàng hóa ấy. À, để chị gửi đồ về Hà Nội. Vâng, em có hai cái hộp này em không cần dùng nữa, toàn quần áo với giày dép với nó nặng ấy thì em phải chuyển bớt về Hà Nội. Xe khách nhá. Các cái văn phòng để em muốn cái nơi đấy gửi người ta ship về tận nhà em ấy, cái nơi như là văn bưu điện cũng được hay là cái gì cũng được. Chắc là phải về bưu điện. Bưu điện đi cho nó an tâm để người đấy có hộp hiếc đóng hiếc lại cho nó tử tế. Ok, I will sit in front. Ok, you have everything. You have all your selling things. Maybe. Nó lại mát mẻ dễ chịu quá. Nhà em số xuân. We are lucky because the weather is still fresh. Yeah. Compared to last year, it's already very hot and warm. I think the weather is going to be really very nice. It's going to be warm, but not so hot. Not very hot. Lucky for Aaron. I'm afraid of Aaron will get shocked. Get heat shock in Vietnam. Heat stroke. Yeah, and I'm afraid of that. Especially you have high blood pressure. I'm already worried about that. Hôm nay là 30 tháng 4, ngày nghỉ lễ nên là cái khu này bắt đầu đông hẳn lên. Bây giờ về trong Đồng Hới còn đông nữa cơ vì rất là nhiều khách Việt. Ở đây thì là khách Tây chủ yếu. À thế à, cũng là ngày Đại Việt cổ đấy à? Oh, you know open the calendar Lunar New Year. Today is March 10. It's the day of the ancient Viet travelers first day first our country. Before become Vietnam, they use an ancient name, the Royal King Hung King. Do you remember? Uh-huh. Anniversary of Hung King. Today is the yes. Hung King Day? He have said that. Oh, confirm that. I don't know that, I didn't notice that. Là chị vừa đi tour về, chị không dùng đến đồ này, checking nữa. Mấy lần nữa lại đi xe đạp về, thế là bây giờ phải gửi bớt về Hà Nội ấy. Đồ nó. Ra Quảng Ninh cũng hơi tiện mưa nè. Không, à có gặp mưa nhưng mà đại khái là mưa nhẹ mà nó lại thành trời đẹp với chị. Còn hơi lạnh lạnh một tí. Đây, chỗ này là... chỗ này là toàn quần áo này. Đây em cứ nhìn. No, I don't think you put it over here. Cái hộp này là ok đúng không? Nó hơi bị đi tour tí nhưng mà vẫn xử lý lại nhất. Nhiên Việt Nam. Yes, exactly. They will know how to pack it. You don't have to. I told you. It's... Yeah. What? Em ơi, có chống vệ sinh không? Cho anh ý nhờ. Okay, go inside. You see the side. Mừng quá. Chị đang thấy bên kia đóng cửa bên này. Ôi, Viettel gửi tốt quá. Nhảy luôn sang bên này để gửi hàng về. Anh chồng chị bảo là cái hộp này ở Mỹ mà. Là không được phép gửi, không đủ tiêu chuẩn để đóng hàng gửi đi thì nó không đủ chắc chắn về an toàn bảo. Và anh ơi, đây người ta dùng băng dính, người ta chỉ bị dán chặt hết, anh yên tâm là chẳng có cái gì rơi hỏng được đâu. Miễn là có cái hộp đựng bao kín là được. Với cả thứ hai, hộp ở bố cục cỏ nhưng mà hộp bẻ thôi. Except the tape, maybe the tape they close really, but here they still. The company, they always someone to stand in. They try to make money. Chị đang lo là nhà em tất cả các dịch vụ ship hàng sẽ nghỉ vào hôm lễ. Nên là bên em may quá, vẫn còn về. Đấy, hàng hóa đã được đóng gói. Hai kiện gửi hết, 106.000. Nhiều tiền quá đi mất. Ok, very cheap. Ok, nghe thấy nhiều tiền ở đây thì không phải như mọi người nghĩ thôi nhá. Thật ra là rất rẻ so với hai anh nghĩ là mình thấy nó bình thường thôi.
À bây giờ tiếp tục về Đồng Hới ấy, về khách sạn thôi. Ok, ui, đã xong. Rồi, đã giải quyết xong rồi, yên tâm là đi rồi. Vì em bọn em đi đạp xe, bọn em không thể mang nhiều quá hành lý được, chỉ đủ mỗi người hai cái túi lắp ở hai bên trên xe thôi. Phải gửi hết đồ mà không cần dùng nữa để làm nhẹ hành lý chứ. Nếu mà đi chơi bình thường thì em có cái vali để đẩy thôi, nhét thoải mái, chẳng lo. Bây giờ đạp xe mà đường dài mà phát càng nặng thì càng chết. Nói chung là Swap he very helpful for us. Yes, he was very helpful. Ok, em vẫn gửi anh 600 nhá. Hay là trả phải trả hơn. Cảm ơn anh nhá. Thôi khỏi mặc cả. Cảm ơn anh nhiều nhá. Đây là cái khách sạn mình ở này. Hey, let's go. Xem nào. Wow, it's quite nice. Wow, good. At the corner. Go to beach. Yeah. Mọi người biết mình vừa có vấn đề gì không? Lần đầu tiên mà mình đặt phòng qua booking.com thì có một cái lỗi là bên booking họ không gửi email đến cho khách sạn mà mình ở đây này. Thế là không có phòng đâu, không tìm thấy cái phòng của bọn mình đâu cả. Mình đang phát sốt nên vì đêm hôm nay gần như là tất cả các phòng ở trong trung tâm này đã đặt đọc hết rồi. What? I'm trying to explain what happened to us. Recently. Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử mình đặt qua booking mà lại gặp cái lỗi như vậy. Họ không tìm thấy email gửi cho khách sạn nên là không có phòng confirm thì cả. Sau một hồi mình nói chuyện, bây giờ chị biết đi để về đâu, làm gì tối nay, nhìn hai ông kia thì ông bắt đầu phát sốt phát rét rồi. Bánh mì cháo. Do you want to try? We can try. Okay. One of my favorite dishes. Okay. Are they open? Are they serving? Yeah. No, I think they. Okay. Giờ mình còn bán cơm. Mình bây giờ đặt ăn được không? Ừ, cho mình 3 suất bánh mì chảo với. Ngồi trong à? Hay ngồi ngoài cho nó mát nhỉ? À, thôi ngồi trong đi cho nó. You want to sit inside outside? Outside I think better because inside don't feel good. But the table is quite tiny here. Ôi, nhìn cái bàn đấy hay nhỏ nhỏ chút xíu ấy. I tell you now, you will experience the tray is even smaller than the one we eat in phòng nhà. À, lại trở lại cái câu chuyện về cái phòng kia. Sau một hồi năn nỉ ô thì cuối cùng bạn ấy cũng sắp xếp được hai cái phòng, và thậm chí hai phòng rất là rộng hơn cả mình đặt cơ. Thế là mình mừng quá đi mất. Còn đấy mà không có phòng cho mình thôi là mình khóc mếu mếu to chuyện đấy, bởi vì tất cả các phòng ở trong trung tâm giờ này người ta đã kín hết rồi. Đặt tìm đâu cũng chẳng còn phòng nữa, toàn phòng 2 sao với cả 1 sao nhà nghỉ gì ấy, không còn trung tâm nữa. Thì thôi, chỗ này là mình sẽ tiện đi ra ga với cả điện ra nhiều chỗ. Đây là bánh tráng ấy. It's a kind of bánh tráng, size rice cake, yeah. This style come from the Đà Lạt. Đây là một kiểu bánh tráng ở dưới này. Cái này có từ bao giờ em nhỉ? Chắc là có từ vài năm nay đúng không? Cái món bánh này. Chứ trước là nó xuất hiện đầu tiên là Đà Lạt. It's the first up here in Đà Lạt. Now it's up here everywhere. Sau khi giải quyết được vấn đề khách sạn rồi thì lại có vấn đề khác phát sinh mọi người ạ. À, trước khi nói về vấn đề đấy thì nhìn món ăn của mình nhé. Hôm nay là bò bánh mì chảo ở tại thành phố Đồng Hới, theo một version mà cũng là lạ ha. Nó cũng có pate này, trứng, sausage, một ít đấy, với cả thịt bò. Nhưng mà bữa này là hơi ít rau. Not bad. Quite sweet kìa. Ở đây đồ ăn hơi ngọt ngào một chút. Xem hai anh ăn nào. Is okay? It's good. We don't need the big lunch, so I think enough for us. Yeah, I mean, it's not might not be a big lunch, but it's got a lot of protein. Yeah, a lot of calories. A lot of calories. Và mọi người ăn trưa nhưng bây giờ mới được ăn. Mình vừa phát hiện ra là anh Aaron anh quên chìa khóa, anh cầm chìa khóa của người ta đi mất. Và việc thứ hai vui mừng khác nữa, người ta tìm thấy mũ của anh chồng mình rồi. Bây giờ chưa biết là có ai lên đây để cầm không. Nhưng trong trường hợp mà không ấy được thì mình đành ship về cho người ta vậy. What will happen with the key? They're still looking for someone to come here and return the hat and pick up the key. It's the final solution. Otherwise, I have to ship to send the key in the packet and ship to there because they have no key to open the room. Oh no! We have to call the big chopper to them. They will need the key to clean the room and for the new coming guest. I think they have a second key. I mean, how could they not have a second key? That's just dumb. But sometimes they maybe they lose all the key, they have only one left, you know. But I mean, there's a lot of players take the key away. That's the thing, yes. So they need to make sure that they have a second key. It's not easy, like in Hanoi, you can go down. Yeah. Okay, make another copy for me. If they do that, they have to ask somebody from here. It takes 30 minutes from here to that from now. Why is by the quiet town? Câu chuyện nó phức tạp rồi đấy. Giờ không biết làm nào nhỉ. Đây là vừa quên đồ vừa lấy đồ người ta đi.
Alo em à? Yeah. Ừ. 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 Nhớ chị đổi đến cái chỗ nhà nghỉ nữa là lấy xe mình thuê phép cho em với. Nhờ với nhà nghỉ gửi đi đâu cơ? Thì là mình có cái xe mình chờ đã không nhá. Nhớ chị em nhớ hôm nay đã lấy xe mình thuê cho bà đã cho em với nhá. Không cái không biết là ngày thuê mình cho bà. Cho bà nó có liền á. Chị biết rồi nhưng mà bên em không còn cái chìa khóa nào để ấy à? Để không, không, không. Ô nhưng mà phải có chìa khóa dự phòng chứ ai lại có một chiếc thế này, nhưng mà khách cầm đi là chuyện rất là hay thấy. Nhưng mà cái thế à, thế em là lấy lại một cái gì đang là xuống em cài nó xuống thì nó sẽ có điện mà. Nhưng bây giờ vấn đề là cái khách sạn của chị ấy, nó không, người ta không có dịch vụ xe nào về Phong Nha cả. Thì nhưng mà ở tận đâu? Ờ ok, bây chị phải quay về khách sạn để chị bảo người ta xem người ta giải quyết thế nào nhá. Khách sạn Hải Âu ấy, em gọi sẵn cho khách sạn Hải Âu bảo người ta chết đâu, chị không biết cái nhà cái bến xe đấy ở đâu. Ờ ờ, thôi chị cứ về đấy hỏi rồi nói chuyện với em sau vậy. Ok, they have the key but they don't have this to accelerate to turn off the electric in the room. That's the main trouble. Oh God. You understand? Well, at least they can clean the room. And okay, now we will come back to the hotel. I will ask them to help to bring the key to the bus. They have the bus to Phong Nha in the afternoon. Em mang cho chị ba cốc chè xèo sầu nhanh khẩn trương nhá. Chị ăn xong rồi chị té là chị đang có việc phải cần. And you spoke to door to door. They're there. The bicycles are there. Everything is. Yeah. Okay. They are checking. I'm not sure, okay. But they don't. She doesn't mention the clothes today. Okay, good. And their office is at the train station. Yeah. Many stories today. Đây là thử order chè sầu. Okay, so that one's got durian. Yes. Nhưng mà không có thi ở đây à em? Không có thi à em yêu ơi. Nhưng quán này phục vụ cứ lông nhông cái gì. Here, you can add ice inside. It depends on your hobby. Here is no durian. Cái này là không có sầu riêng đúng không? For Larry. Okay. Here for you. Okay. And what's that? That's durian, the durian on the side? Yeah. You want to eat? Oh, if I want, I can have it on the side? Yeah. Okay. I ask them like that because maybe you don't like it. I'm probably just gonna put the durian in and yeah, try this and go for it. Yeah. I know you. How you eat them, right? I'm gonna chuẩn nhập nha. You can look at Larry. He know how to eat. Durian is already in your bowl. You don't have to add more. Okay, at least the five solutions you need that. Exactly. You have to pay. Exactly. Okay. You know, it's our fault. But she couldn't send the head to you, come back to Đồng Hới because the car will have another direction. Mm-hmm. Okay, let me try to call her again. If the car come back here, she maybe didn't get what I say. You know, because our voice language different with her. Even on that side. Vừa được. Chị ơi, chị cho em nói chuyện với cái bạn vừa xong vừa gọi điện cho em. Cái em có việc này hỏi tí. Cái bạn gái vừa gọi cho em với cái chìa khóa ấy. Chị hỏi một chút là cái bạn ấy, cái xe đến đây lấy chìa khóa thì ok, chị hiểu rồi. Bạn ấy mang cho em đúng không? Thì bạn ấy, cái xe đấy họ mà họ có quay trở lại Đồng Hới không? Hay là ở đấy luôn hay là họ đi chỗ khác? À, có nghĩa là cái xe đấy nó về trên này luôn chị. Về trên đồng Phong Nha, không quay trở lại Đồng Hới gì? Dạ đúng rồi. Thế à? Dạ. Ờ, thì thôi vậy. Dạ, em biết nhưng mà tại vì cái xe này nó ở Đồng Hới rồi nên không gửi được về bù cho chị. Thì em phải nói là còn nếu mà có xe nào thì bọn em... Ngày mai chị đi sáng rồi cho nên sẽ không kịp ấy. Thế nếu mà xe gửi sớm nhất buổi sáng đến Đồng Hới là mấy giờ? Bọn em phải tìm xe nào mà người ta có chở khách đi hay không ấy. À thế thôi thôi. Dạ. Thôi bây giờ nhá, em ghi luôn cho địa chỉ gửi về Hà Nội giúp chị cái này. Gì nhỉ? Lát em gọi lại cho chị rồi em ghi sao được không? Tại vì em không có chỗ lấy tân nữa. Được rồi rồi, lát nữa gọi lại chị nhá. Dạ. Dạ. Okay, no hope for you to get the head over here. The head though, no car back to Đồng Hới. I will tell her to send to my parents. Yeah. Don't tell me you are sick. No, I'm fine. Oh, allergic? Yeah.